Cô xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau bước vào làm quen với chương trình tin học lớp 8. Chủ đề đầu tiên của chương trình lớp 8 đó là chủ đề 1, máy tính và chương trình máy tính. Chủ đề 1 chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trong 2 tiết với nội dung cần làm rõ đó là chương trình máy tính là gì, ngôn ngữ lập trình là gì. Rồi chúng ta cùng nhau khởi động một trò chơi nho nhỏ. Các bạn hãy quan sát cho cô những hình dưới đây. Và các bạn sẽ đánh cho cô dấu tích vào những hình thể hiện việc con người đang ra lệnh một thiết bị nào đó hoạt động. Vậy ra lệnh ở đây là gì? Ra lệnh có nghĩa là con người thao tác hoặc là điều khiển để một cái thiết bị nào đó hoạt động, thì các bạn sẽ đánh dấu tích vào cho cô. Rồi ví dụ số 1, em bé chơi mô hình lắp ráp. Đây không phải là con người ra lệnh cho thiết bị hoạt động. Ví dụ 2, bạn gái nhấn nút mở cửa thang máy. Đây là thao tác ra lệnh bởi vì con người đã tác động vào thang máy và thang máy hoạt động. Bạn gái lau dọn nhà cửa không phải là ra lệnh. Bạn trai điều khiển robot hoạt động. Đây là một thao tác ra lệnh một thiết bị nào đó hoạt động. Thao tác mở cửa sổ computer. Đây là một thao tác ra lệnh cho thiết bị hoạt động. Thao tác với máy điều hòa không khí cũng là ra lệnh. Thao tác tính toán với máy tính cầm tay là ra lệnh. Bạn nữ bỏ rác đúng nơi quy định. Đây là một thao tác không gọi là ra lệnh. Như vậy thì các bạn thấy là gì? Tóm lại là ra lệnh là gì? Ra lệnh thực chất là kích hoạt các chương trình đã được cài đặt sẵn trong một cái thiết bị. Để làm gì? Để điều khiển hoạt động của chúng. Vậy để hiểu rõ hơn chương trình là gì thì các bạn sẽ vào cho cô phần khám phá một nhỏ chương trình máy tính. Rồi các bạn hãy quan sát cho cô, đây là một trò chơi điều khiển robot gỡ bom. Vậy thì cô lần lượt đưa ra các cái bước, bước 1, bước 2, bước 3 và bước 4. Các bạn sẽ lần lượt sử dụng các bước cô đã cho để các bạn hướng dẫn robot gỡ bom. Sau đây cô sẽ làm mẫu. Bước 1 đó là quay phải 90 độ. Bước 2 các bạn sẽ thực hiện thao tác bước một bước hay là tiến một bước. Bước 3 các bạn sẽ quay trái 90 độ. Bước 4 các bạn sẽ tiến 3 bước và bước cuối cùng đó là sẽ gỡ bom. À, như vậy là mình thực hiện tất cả là 5 bước, nhưng thứ tự của mình sẽ thực hiện đó là bước 3 đến bước 2, bước 1, bước 5 và bước 4. Như vậy khi cô thực hiện được các bước lệnh này thì bài toán của cô đã được giải quyết. Như vậy tóm lại chương trình máy tính là gì? Thì chương trình máy tính nó thực chất là một dãy các câu lệnh hay còn gọi là bước lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Các bạn nhớ nha, thứ nhất nó là phải là một dãy các câu lệnh. Thứ hai nữa là máy tính phải hiểu và thực hiện được thì cô mới gọi đó là chương trình máy tính. À, như vậy các bạn ghi vào vở cho cô khái niệm về chương trình máy tính. Rồi, phần số 2, chương trình và ngôn ngữ lập trình. Vậy thì chương trình và ngôn ngữ lập trình có ý nghĩa như thế nào? Các bạn hãy quan sát cho cô một ví dụ. Cô đang sử dụng ngôn ngữ lập trình và cụ thể là ngôn ngữ lập trình Pascal. Và ngôn ngữ lập trình Pascal có biểu tượng là hình chú báo, có từ viết tắt là FPC là từ viết tắt của Free Pascal. Như vậy Pascal các bạn sẽ có hai cái môi trường làm việc, một là Free Pascal và hai là Turbo Pascal. Tuy nhiên thì cô khuyến khích các bạn sử dụng Free Pascal vì nó dễ cài đặt và dễ sử dụng hơn. À, để hiểu rõ hơn về cái phần Free Pascal này thì những chủ đề sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Rồi cô sẽ giải thích. Đầu tiên thì cô sẽ viết một cái chương trình. Chương trình của cô gồm có các bước lệnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cô thực hiện 7 bước lệnh hay còn gọi là 7 câu lệnh. Và khi thực hiện xong bước 1 này thì cô sẽ tiến hành cho chạy. Và khi chạy thì máy tính làm nhiệm vụ đó là dịch chương trình từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính hiểu. Và kết quả chúng ta thu được trên màn hình đó là chào các bạn. Đây là quá trình để tạo ra một chương trình máy tính. Vậy cô nhắc lại, bước 1 của chúng ta đó là cô viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình. Bước 2 đó là cô sẽ biên dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu và thực thi. À, thì ta muốn thực thi thì nó sử dụng đó chính là trình biên dịch. Vậy trình biên dịch làm nhiệm vụ đó là dịch chương trình từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Rồi các bạn ghi vào vở cho cô.
nội dung của việc tạo ra chương trình máy tính. Cô nhắc lại gồm 2 bước. Bước 1, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình. Bước 2, biên dịch chương trình thành ngôn ngữ máy. Rồi, cô sẽ có một số bài tập nhỏ nhỏ như sau. Cô yêu cầu các bạn hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp. Cô ví dụ A. Cái gì được dùng trong giao tiếp hàng ngày? Vâng, để dùng trong giao tiếp hàng ngày chúng ta sử dụng đó là ngôn ngữ tự nhiên. Còn chương trình phải được viết bằng một ngôn ngữ nhất định thì cô gọi đó chính là ngôn ngữ lập trình. Vậy thì cô sẽ đưa ra một số ngôn ngữ lập trình, ví dụ ngôn ngữ lập trình Pascal, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ Ruby, ngôn ngữ C++, ngôn ngữ JS, ngôn ngữ HTML, ngôn ngữ Java, vân vân. Đây là một số ngôn ngữ lập trình mà cô đã giới thiệu cho các bạn. Rồi, một ngôn ngữ nữa mà là ngôn ngữ duy nhất cho máy tính và có thể hiểu được trực tiếp. Thì các bạn quan sát cho cô ở trên màn hình, một dãy số chỉ gồm có ký hiệu 0 và 1. Vậy dãy số gồm ký hiệu 0 và 1 cô gọi đây chính là dãy bit, hay còn gọi là dãy nhị phân ở chương trình tin học lớp 6 các bạn đã được nghiên cứu. Vậy thì cái ngôn ngữ mà chỉ dùng cái dãy nhị phân để viết này thì cô gọi đó chính là ngôn ngữ máy. Rồi, để máy tính có thể xử lý thì thông tin đưa vào máy tính phải được chuyển đổi thành dãy gì các bạn? À đúng rồi, đó chính là dãy bit. Làm nhiệm vụ chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy, đó chính là trình biên dịch. Rồi, các bạn nhìn thấy các bước lệnh cô đưa ra thì tập hợp một dãy các cái lệnh mà máy tính thực hiện một nhiệm vụ nào đó thì cô gọi đó là chương trình máy tính, hay gọi tắt là chương trình. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy ở tiết học số 1 các bạn phải nắm vững giúp cô thế nào là chương trình máy tính, thế nào là một ngôn ngữ lập trình và các bước để mà tạo một chương trình máy tính. Rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau vào tiết 2, đó là tiết trải nghiệm. Ở đây cô lần lượt đưa ra cho các bạn 3 trò chơi trải nghiệm để các bạn tập làm quen với các bước để mà giải quyết một cái yêu cầu cô đưa ra. Rồi, yêu cầu đầu tiên của cô đó là bài toán số 1, giải cứu thỏ con. Nhiệm vụ của các bạn đó là đưa chú thỏ con trở về nhà một cách an toàn, không bị sói ăn thịt. À, vậy cô đã đưa ra các cái bước lệnh 7 bước và cô đã gợi ý cho các bạn 2 bước. Đó là bước 1, tiến 3 bước. Bước 2, nắm tay thỏ. Vậy chúng ta cùng nhau dùng bước thứ 3. Vậy cô sẽ viết cho các bạn mẫu một cách để mà đưa chú thỏ về nhà nha. Rồi, tiếp tục bước 3, đó là chú thỏ sẽ tiến 2 bước. Bước 4 sẽ quay phải 90 độ. Bước 5 sẽ tiến 4 bước. Bước 6 quay trái 90 độ. Và bước 7 đó là tiến 4 bước. Như vậy cô đã giải cứu xong thỏ con. Ngoài ra các bạn còn có cách đi khác. Ví dụ quay trái 90 độ tiến 2 bước, quay phải 90 độ tiến 2 bước, quay phải 90 độ tiến 2 bước, quay trái 90 độ tiến 2 bước, quay phải 90 độ tiến 2 bước, quay trái 90 độ tiến 2 bước và quay phải 90 độ tiến 2 bước. Đây cũng là một cách đi. Ngoài ra các bạn về nhà tìm xem cho cô còn có cách nào khác để giải cứu thỏ con một cách an toàn không nha. Rồi, cô sẽ qua trò chơi thứ hai, đó là trò chơi hội trại xuân. Cô đã viết 2 bước hướng dẫn, các bạn sẽ viết tiếp cho cô các bước để chú khỉ ôm nải chuối trở về lều trại. Vậy thì cô sẽ đưa ra cho các bạn một cách nhé. Bước 1, chú khỉ đang ở đây. Bước 1, tiến 2 bước. Bước 2, ôm nải chuối. Bước 3, quay phải 180 độ. Bước 4, tiến 1 bước. Bước 5, quay trái 90 độ. Bước 6, tiến 5 bước. Bước 7, quay phải 90 độ. Bước 8, tiến 5 bước. Bước 9, quay phải 90 độ. Và bước số 10 đó là tiến 2 bước. Như vậy cô đã đưa giúp chú khỉ đưa nải chuối về lều trại. Ngoài ra các bạn còn có những con đường khác, ví dụ như con đường như thế này, hoặc là con đường ôm nải chuối đi thẳng ra đây, vân vân. Chúng ta có rất là nhiều cách. Rồi, cô yêu cầu các bạn về nhà tìm các cách để giúp chú khỉ đưa nải chuối về lều trại nha.
Rồi, bây giờ một trò chơi cuối cùng, đó là trò chơi mang tên trò chơi tư duy. Vậy các bạn quan sát cho cô, ở đây cô có 3 cái cột, cột A, cột B và cột C. Ở cột A cô có 3 đĩa, đĩa 3, đĩa 2 và đĩa 1. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là lần lượt chuyển cho cô các đĩa ở cột A qua cột B và vẫn giữ nguyên vị trí như vậy. Và các bạn có quyền sử dụng cột C làm cột trung chuyển. Rồi cô sẽ làm cho các bạn nhìn nha. Bước 1, đó là cô sẽ chuyển đĩa 1 từ cột A sang cột B. Bước số 2, đó là cô sẽ chuyển đĩa 2 từ cột A sang cột C. Bước thứ 3, đó là cô sẽ chuyển đĩa số 1 sang cột C. Bước số 4, đó là cô sẽ chuyển đĩa số 3 qua cột B. Như vậy ở cột B, cô đã có được một cái đĩa 3 là cái đĩa lớn nhất. Bây giờ làm sao để có đĩa 2 được? Thì chúng ta phải chuyển đĩa số 1 từ cột C mà qua cột A. Rồi, bước thứ 2 tiếp tục, đó là cô sẽ chuyển cái đĩa số 2 qua cột B. Và bước cuối cùng, đó là cô sẽ chuyển đĩa số 1 từ cột A qua cột B. Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn, đó là chuyển 3 đĩa ở cột A sang cột B và vẫn giữ nguyên vị trí. Vị trí là đĩa lớn nhất sẽ nằm ở dưới và đĩa nhỏ nhất sẽ nằm ở trên. Rồi các bạn về nhà, các bạn cũng tự tìm cho cô các cách để di chuyển các đĩa từ cột A qua cột B, có sử dụng cột C nha các bạn. Rồi bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Và nội dung các bạn cần ghi nhớ đó là các bạn phải nắm được cho cô chương trình máy tính là gì. Nó là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Vậy để tạo ra chương trình máy tính thì các bạn buộc phải có ngôn ngữ lập trình. Vậy ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Vậy để máy tính có thể hiểu được và dịch được chương trình thì phải có một ngôn ngữ nữa, đó chính là ngôn ngữ máy, là ngôn ngữ dành riêng cho máy tính được tạo ra từ các dãy bit. Được chưa các bạn? Rồi vậy để các bạn có thể tạo ra được các dãy lệnh này như thế nào thì chúng ta về nhà học bài và tìm hiểu cho cô tiếp chủ đề số 2, đó là bài toán và thuật toán. Tiếp sau cô và các bạn cùng nhau đưa ra một số bài toán và tìm các bước giải để giải quyết bài toán đó. Tức là mình tìm các cái dãy lệnh ha các bạn ha. Rồi tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, khỏe mạnh và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cô chào các bạn.